Ok anh em, ta đến với cái map cảng Elobox. Thì tường đầu tiên giới thiệu đến anh em đó là tường size A Basic, chưa có Weekend. Đây, chưa có Weekend nhé. Thì khi mà anh em vào, anh em ném nhân tử to ngay đây nè. Đó, tại sao ném ngay đây ấy, thì nhìn nè. À, cái thằng mà nó đứng đây nè, nó ném qua, nó ném qua lưu đạn đó, nó sẽ bị cái tường này nó trắng nè, đó không? Không, anh em ném ném ngay chỗ này. Xong rồi sau đó là anh em spot nè. Rồi, em đứng ngay cái chỗ mà có cái vạch này nè. Đó. Em kẻ thẳng cho tôi. Rồi, kẻ thẳng. Đó, nó sẽ như này nè. Đó, ai mà muốn đi đi chơi nó thì đi như này nè. Đó. Đó. Không, anh em có thể đứng đây anh em bắn ra vô được nè. Nhưng mà ở trong này không thấy, ở ngoài bắn nha. Quay lưng là sẽ không thấy gì hết. Đó. Đây cũng vậy nữa nè. Anh em ở đứng đây bắn. Mà quay lưng là không thấy gì hết. Đó. Nó muốn bắn nhau là nó phải nhảy xuống, còn nó đi ra đây nè, nó đi ra đây nè, nó đi ra đây thì nó sẽ bị mình bắn nó sau cùng rồi. Đó là cái tường đánh này mà muốn giới thiệu đến anh em. Kế tiếp là cái tường đánh bi thì anh em đầu rau anh em đi nhá, anh em ném ta sẽ to lên trên nè. Đó, ném slot nè. Đó, anh vào nè, em chắc coi là bên phải còn nào nhé. Đó, à, em đứng đây nè. Mở map lên, ở trước mặt nó có cái chỗ này nè, đó, chỗ này nè, kéo cái này, full, bây giờ, rồi, thì cái tường này như nào, tường này nè, nó che được, ở bên đây nè, mấy thằng muốn đẩy phải đẩy qua tường mới bắn nhau được, đó, nó trong sai nó như nào, trong sai nó ở đây, đây, thằng nào mà nó bay qua thì bắn nè, bên sau cover bắn nó, đó, bên sau cover bắn nó, đặt bơm thì cứ đặt bơm thôi. Ok, tiếp sau đây chúng ta sẽ đến với tường ở quốc trình 3. Em bàn trắng hạ xuống, anh em bắt đầu di chuyển nè. Mấy em đánh gì em phải đứng dưới này nè. Đó, ngay cái vạch này nè. Cái chém, ngay cái chỗ hơi xám xám này nè. Không nhảy á, tiền đó không nhảy. Tại vì nếu mà nhảy nó sẽ có một vấn đề á. Nếu mà nhảy thì cái chỗ này nó sẽ cao lên đó, và anh em sẽ bị hở, mấy thằng đứa đi dưới đứng dưới cầu thang nó sẽ thấy anh em, mấy thằng đứng dưới cầu thang nó sẽ thấy anh em. À, đó, nếu mà không nhảy thì anh em sẽ an toàn, anh em sẽ không bị lộ chân. Đây, rồi đứng đây bắn nè. Đây. Như này bắn nè. Đó. Thì đó là cái tường ngầm quốc tình ở Side A. Một cái tường khác ở Side B á, khi mà anh em vào á, em Winter Store chứ đúng không? Đó nè, móc nè, vào tới đây nè, à, ngay chỗ này nè, có chỗ sáng chiếu nè, đó, kẻ thẳng nè, đó, nó như thế này, ok chưa, đó, à, đó, 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 đấy. Còn đánh như thế nào em tự tìm hiểu á. Bây giờ tôi giải thích quá. Tại vì nó tặng 5 người đánh chứ không phải một người mình làm tròn bổn phận của mình là mình kẻ cái tường thôi. Kẻ nè. Xin nâng quang mục chỉ đó. Nhìn kỹ nha. Xin nâng quang mục chuẩn bị chủ xuyên. Đây, phải ngồi đây đặt bơm nè. Ngồi đây nè, ngồi đâu cũng được hết. Ngồi giữa luôn càng tốt, ngồi chỗ này luôn càng tốt. Cứ đặt chỗ này đi cũng được. Xong rồi em lui nhá. Đây gì nó buồn nè. Thôi em đứng đây nè. Em sai, em quên nè. Xin nâng quang mục chuẩn bị chủ xuyên. Bắn luôn hai bắn này nè. Này, thằng nào gửi con, đứng đây bắn nè. Đó. Thì anh em cái tường A3 cũng đánh
Vì nên nhanh chóng là nếu mà kiếm được đó, tốt đó, khoảng là chỗ này đúng không? Là chỗ này đó. Này Không cái xin này thoải mái đi, bắn cho chán đi. Chán rồi anh em vô góc nè. Còn nữa. Được hơn cái tường nữa, đó. Mà muốn bắn nhau là nó bắn là nó phải đẩy qua tường á. À, một người đứng đây chơi nè, đây chơi thằng đi qua báo không muốn bắn là nó phải leo lên trên này nó bắn.